Tới nơi là chỗ của bạn này nãy giờ trên xe khóc quá trời. Nè nè bé ơi, nè bé à. Tới nơi là chỗ của bạn này nãy giờ trên xe khóc quá trời. Rồi ngày hôm nay hai mẹ con, ba mẹ con sẽ đi chơi nha. Con ba hai con đâu? Chú đi, con hai con chú đi. Hai con chú. Ba đâu? Ba đi làm. Hai làm. Mẹ cũng đi làm. Không đi sang nhà mày yêu yêu. Đâu đi xí vậy vậy. Không có mượn nó vậy. Anh hai nó giỡn với nó nó vậy. Anh hai xong chưa? Anh hai lấy cái bình nước theo uống. Bình nước của anh hai đâu? Xin nữa. Thôi bé, nổ, nổ bé, nổ bé, nổ, nổ. Nổ. Lên xe là phải xích beo lại chứ. Tại sao lại khóc? Đúng rồi. Anh hai lấy lộn ly rồi, đâu phải ly đó đâu. Uống bao nhiêu chi mà hả? Ờ, vô bao chi, ok. Con đem đem bình nước theo. Đâu con mang vớ vô cho mày cái này. Nè. Mang vô đi, giờ mang vô luôn đi. Đi vậy. Bỏ đôi giày ra, bỏ đôi dép ra, mang vớ vô luôn. Mang vớ. Ừ, để họ mất đôi vớ. Mang được. Mang vô, đúng rồi. Mang lại. Để lên, để let go nè. Tới nơi là chỗ của bạn này nãy giờ trên xe khóc quá trời. Thôi, khóc nhoi cả từng hết trơn. Anh hai nè. Bữa nay mùa hè mấy đứa nít nó vô đông quá trời. Giữ cửa cho mẹ, giữ cửa cho mẹ. Ok, thank you. Đó, wow. Và hôm nay có thêm cái phần nhúng này nữa hả? Hay. No, I want pay new. I want pay new ticket. A new ticket, you still have to fill out the waiver for everybody in the party. And then you guys can get in line and show off. Okay, yeah. Cái này mình vô mình scan cái này xong rồi mình mua ticket. Rồi có cái vòng thì mới vô trong đó chơi được. Ok. Đó mùa hè, không mùa hè họ hả? Họ có thêm mấy cái chương trình nữa để cho mấy đứa nít chơi hả mọi người thấy không? Giờ mình sẽ mua ticket cho Henry để Henry chơi. Đây, mới vô đây mà bạn này ỉa rồi mọi người ơi. Bây giờ phải đưa Emily đi toilet. Đi thay tả cho chị mới được. Đây bây giờ đi qua đây đi toilet. Nè nè bé ơi. Nè bé à, thay tả nha, thay tả cho bé nha. Ok. Hôm nay cái chỗ này nó thay đổi ha, nó thêm cái chỗ nhúng nhúng này nữa đó. Hè thì nó sẽ mở thêm. Còn mùa đông á thì ít hơn. Để mình đi coi anh hai chơi tới đâu rồi. Tại vì mình ở đây mình cũng phải đi coi chừng mấy đứa nhỏ chứ không thôi tụi nó chơi tụi nó cũng sẽ bị ăn hiếp á mùi. Có nhiều đứa nó láo cá nó quýnh con mình á. Mình cũng phải đi theo canh chừng. Có lại con chơi cầu tuột đi, lại chơi cầu tuột đi, lại chơi cầu tuột đi, lại đi. Ơi à, đây đây mày đưa thẻ cho, mày đưa thẻ cho chơi. Giờ chạy vô chơi cầu tuột rồi đó. No.
leo ra ngoài kia luôn rồi. Trên kia là, à đó, leo lên rồi đó. Đó lên rồi đó, bên trên rồi đó. Đó, ảnh nè. Bạn nhỏ này chơi Lego bên đây. Cho bé nhỏ này nè, cho bé nhỏ này chơi nè. Bé nhỏ này nhìn quá trời nhìn. Quá trời nhìn luôn. Khoan để mẹ làm cho. Con muốn làm nào? Này phải không? Để từ từ. Một cái thôi. Sai rồi, cái kia, cái kia. Ờ đúng rồi, một purple. Đúng rồi, một cái thôi. Rồi. Bóp đi. Xếp sát ở đây nè, cái màu purple kìa, xếp bên kia. Anh hai đi rồi, anh hai đi qua nhúng với mấy bạn rồi. Rồi giờ ẩm bạn này đi tiếp. Có mặt ngầu không? Mặt ngầu không? Ngầu dễ sợ. Nó nhảy nè, nó nhảy nè. Anh hai nó chơi kìa. Đến đây con. Đồ chảy nước miếng. Đồ con bả chảy nước miếng kìa. Mọc răng chảy nước miếng ớn không kìa. Cái gì ghê vậy con? Đồ chảy nước miếng gồng gồng luôn kìa. Đồ nghiệp không? Trời. Nhìn. Anh hai nó chơi chứ nó cũng chơi ké được nè. Đó nó giờ xanh xanh đỏ đỏ nó quan sát nãy giờ nè. Anh hai. Đây không
những con nít chơi mà người lớn cũng chơi nông người đó, các bạn thấy không? Có cái hồng nông đang leo núi kìa, nó leo trên vách tường kìa, thấy không? Mấy đứa kia nó leo lên tuốt ở trên, nó bị thổi kèn không có cho leo lên. Còn bạn này cũng leo đó nè, bạn này cũng leo nè, trời ơi chạy nước miếng quá trời vậy. Nè bà này cũng chơi quá trời nè. Ai đâu mời bà cả. Ấp bờ vậy hả? Mà nó đâu có chịu ngồi yên, đâu có chuyện ngồi yên rồi làm sao mới nó tuột xuống nè. Đi đi đâu nè, giỡn mặt hả, giỡn mặt với tôi hả, đi đâu hả? Giờ nó tuột lại, nó xuống để nó đi đó, nói nó cười quá giờ. Ừ, cô chú coi đó, nó tuột xuống để nó đi đó, nói nó chành chành nè, nó xè lại nó cười. Nó tuột nó nè, nè nè, thấy không, thấy không, thấy nó tuột xuống không hả? Đi đi dễ quá, ok đi đi mua bác sĩ uống đi. Đang đứng đợi lấy nước 4 đồng mấy mọi người, mà có membership thì nó sẽ là 3 đồng mấy, 3 đồng mấy chục sen đó, mắc nhiều quỷ. Nó có ly con bà lớn đó, 3 đồng mấy đó, quý yêu à. Rồi lấy ống hút đi con, lấy thêm cái ống hút. Rồi trời ơi, mắc ly vậy mà 3 đồng mấy, quá trời quá đó. Quay lại, ủa có ly gì ngồi à, phá con ái mẹ hả? Cái máy quay phim của tôi phá một cái là hư cả 1000 đồng của tôi đó, ở đó giỡn cười cười chanh chanh miệng cười phá rồi cái liền mắt mà cố luôn. 3 đồng mấy đó con, mắt như quỷ á, mua mà đã nổ ly trà bá lửa luôn, có 1 đồng mà 3 đồng mấy, quỷ yêu gì đâu không à, lần sau không có uống nữa không nghe không, lần sau để mày mua cái bình Coca đem vô chú. Quá trời mắt. Rồi còn bà này nè, coi nè, chu đít nè, chu bít tổng mông nè. Đông nha, một hàng rồi dẫn con rồi đi chơi, đông dễ sợ. Chút xíu giờ mệt rồi ngủ rồi nè mọi người ơi, khóc vậy tử là màng đó, ngủ rồi nè, đây lại đây mặt lại, đây mặt lại mới được. À, mọi người nói là đừng có đẩy mặt em bị ngợp, nhưng mà thật sự con em Emily với Henry á, hai đứa này nó quen rồi, nó ngủ là nó phải đậy mặt lại, mà nó đậy thì nó cũng nét cái lỗ mũi nó ra để nó thở mọi người, cho nên không sao đó, quen rồi. Mà không có đậy lại gì mắt chói quá là hồi ngủ cũng không được nữa, phải ôm, có cái gì đó ôm, kiểu ôm ghiền á mọi người. Anh hai đang chơi đá banh, chơi bóng rổ chứ. Chơi chung với mấy thằng lớn sao chơi lại, nhưng mà cứ kệ đi, có vận động chạy tới chạy lui là được rồi. Quá trời mấy đứa bự luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đứa bự luôn. Đứa nào đứa nấy bự bự không. Thấy thương không?
đứng chụp gôn sao mà chụp lại người ta nhỏ xíu à. Ông sợ, ông sợ. Ông sợ ông rút cái dài ông lại, ông sợ người ta đụng ông. Mà mấy đứa nãy chơi kiểu cũng nương, cũng được. Chậu, chậu. Henry, con chơi con không có gạt giò. Chơi gạt giò là phạm luật rồi, ok? Kiểu mấy đứa nãy chơi giỡn nhau, nương nhau. Có nhiều đứa nó mất dạy, nó chơi nó cũng láo lắm mọi người. Cho nên mình cũng phải đi theo, mình coi chừng. Chứ không phải đứa nào nó cũng dễ thương. Chạy theo chứ anh, chạy theo đá sút. Đây, trở lại rồi, trở vô. Bắt chớn, trở vô, nhìn bạn nha, đó. À, bây giờ anh hai mệt rồi, anh hai rồi về cô chú ơi. Nè. Đang nhìn thật. Ba chưa về. Chứ ba về là nãy giờ ba gọi cho mẹ rồi, ba chưa có về. Ơi ơi, cái bóng đèn nhà hư luôn rồi. Em à, em ăn gì vậy em? Ôi, coi em nhìn cái mặt lên kìa. Em ăn cái gì đó em? À bà. Ai vậy quá vậy bị dây du. Em ăn dâu hả? Trời ơi, nè, dâu của em nè. Dạ. Ờ. Ờ ba. Trời ơi vậy đó. Ôi trời ơi vậy đó. Cưng quá đi à. Chết rồi, chết cái gà, lát cho ba mày cuốn cái gà này giặt đi. Chết cái gà này, dính cái gì à? Mẹ em đòn. Nắm gì? Ờ con đấy hả? Ok thấy à. Quá trời con nhã rồi. Nhả à, chết cái nệm rồi. Ba ăn mà ngồi ba ngước rồi hưởng thụ. Ba ngồi ba ngước cái mặt lên trời kiểu hưởng thụ. Đã quá trời đã. Yeah. Coi bóng đèn ngước chưa? Ok, để coi ra bóng đèn quá. Đó, ok, quá trời đẹp. Ba bóng luôn, quớt rồi, quớt ba bóng đèn luôn rồi. Bóng đèn, thôi, có mấy giờ? Mấy giờ nè? Hả? Mấy giờ? Ờ, pha ạc lắc. Thấy bạn. Kìa ba kìa. Hồi nãy kêu ba ba dữ lắm mà. Kêu ba ba dữ lắm mà. Mừng lắm. Anh hai kiếm gì? Chuối Bà Lan à. Chú bà nó làm gì có mà bỏ đâu. Ai làm ba sao kêu ba. Ừ kêu ba ba a ba. Ồ vậy đó, ok ba. Kêu kêu ba ba a. Ba a đi ba a ba a ba a ba a. Rồi hết pin luôn rồi.